Em xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tiếp tục lên clip mới, xin được giới thiệu với anh em một cái sản phẩm Vintage cổ nha anh em. Vintage cổ được sản xuất vào những năm 1950 tới 1960. Đó là em tủ đài đèn đến từ thương hiệu Victor ha. Model của em nó là BR661 SB FMB ha. Dòng này thì cũng thường giới thiệu với anh em một vài lần rồi anh em ha. Thì đây là Victor cửa lùa hai cánh ha. Đó. Được thiết kế rất là đẹp, cổ điển sang trọng và rất là đẹp luôn ha. Bóng piano. Thì cấu hình của em nó là sử dụng đầu độc mâm thang, radio AM FM và ngõ tín hiệu từ ngoài vào. Đó. Em này hàng nội địa Nhật, về từ Nhật và nguồn điện AC là dùng 100V, anh em lưu ý giúp em ha. Hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng. Thì sơ bộ thì sẽ đo cái kích thước để anh em tham khảo nha anh em ha. Con này là hình như chiều ngang 1m14. Đúng rồi, 1m14 trên chiều ngang ha. Chiều cao của em nó là 80 tương đương 82cm trên chiều cao. Và sâu là 37cm. Quay cái ngoại hình để anh em có thể tham khảo ha. Chạy là 4 chân đồng. Xin lỗi, máy được thiết kế 4 chân đồng, rất là đẹp ha. Đó. Cấu hình nè, mặt bóng piano. Nóc máy, mặt bóng piano, anh em có thể thấy là dạ cái đèn trên xuống luôn ha. Và đây là cái đồng hồ dạ hình. Đó. Mặt đen bóng piano rất đẹp ha. Đây là hông máy. Lưới loa tuyệt đẹp luôn, hoa văn dạng như bông lúa rất là đẹp. Không có tì vết trên lưới luôn ha. Máy gần như cũng không tì vết, độ đẹp khoảng trên 90-95% luôn nha anh em ha. FM stereo. Máy chạy stereo một cái bát bầu dục, toàn giải bầu dục, khoảng đâu gần 30 đường kính, chiều dọc khoảng hơn 30cm và một chép digital và một mic cũ Anenco ha. Bát cũng bầu dục của Anenco luôn. Đó, đây là phần mặt máy màu vàng đồng rất đẹp, những cái nút phím bấm, những cái nút volume này, echo là tạo tiếng vang, chép bát ha. Đó, đây là phần đĩa than. Trong đây có cái đĩa than, có cái đèn nha anh em ha. Đó. Rồi. Dưới đây có cái logo của Victor cho ngửi kèn ha. Đây là cái hộc có thể để đĩa. Đó. Để vật dụng gì đó. Đẩy qua. Qua lại cửa nè. Anh em thấy là vân gỗ mà sáng, có thể bóng đến mức độ là thấy hình của em quay video ha. Đó. Đây là hông máy bên đây. Phải gọi là một em tủ gần như là cực đẹp ha. Rồi, sơ bộ về cái ngoại hình cũng như là cái kích thước thì bây giờ xin tiến hành test máy để anh em tham khảo ha. Trước tiên test ở chế độ phono thì chạy cái đĩa 33, 45 và 78. Thì đây là đĩa 33 dòng. Anh em nào có nhu cầu giao lưu, cần thêm thông tin hình ảnh của máy ha, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại của em trên tiêu đề 0908 217 658. Em mua Vũng Tàu. Giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Đó là chạy đĩa than. Hãy nhìn một lần sau cuối, nước em ly môi mình, uống đi em, sao em mặc lệ. Phần đứt máy thì em sẽ thông tin anh em qua hình ảnh và Zalo
thì sẽ chụp hình ảnh rõ nét cho anh em một chiếc máy ha. Tại vì quay video thì để gần quá là cũng không xây một bình để xây máy lại để quay cho anh em được. Chiếc máy rất là đẹp và thuộc brand gần như là còn 7 màu hết á. Máy nó có cái phần eco này là rất là ok nè nè, nó tạo cái tiếng vang ha, để cho nó cái chất âm nó rộng tiếng hơn, giống như là cái hệ thống cinema, hệ thống xem phim của mình hiện tại bây giờ. Thì hồi xưa nó là cái chế độ tiếng vang nó rộng tiếng, nó hơi cổ. Lên nè, tiếng nó sẽ vang nè, sẽ rộng cái tiếng và nó mướt cái tiếng ha. Còn không thì muốn nghe thật thì anh em cứ giảm hết là ok. Sẽ tự động ra ha anh em ha. Và dừng. Ok, test cái tín hiệu từ ngoài vào. Cho anh em tham khảo. Tín hiệu từ ngoài vào thì nó xài qua cái ngõ phono nha anh em. Khi mình dừng đĩa thang thì nó sẽ sử dụng tín hiệu ngoài được ha. Lấy sẽ phát tín hiệu ngoài qua cái đầu cối này. Là một người lính bộ binh 24 tuổi, 3 tháng quân trường, 4 năm chiến đấu. Em phát qua đầu có AK này. Chưa lập gia đình nhưng mới có người yêu. Tôi chỉ muốn trả lời chung cho những người hay hỏi tại sao tôi yêu cuộc đời chinh chiến như yêu chính bản thân tôi. Nói từ đầu CD
laptop, điện thoại hoặc TV. Những cái tín hiệu nào sử dụng nguồn analog vào thì anh em kết nối ok hết ha. Qua cái clip này em giới thiệu về cái con tủ đài Victor đầy đèn, được sản xuất vào những năm 50-60, BR-661, đến từ Nhật ha. Thì tới đây cũng xin kết thúc clip. Trân trọng cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi những cái video cũng như là ủng hộ những cái sản phẩm của shop. Thì anh em nào có nhu cầu giao lưu, cần thêm thông tin hình ảnh của máy, trực tiếp của máy, vui lòng alo cho em hoặc là comment Zalo của em là 0908 217 658. Em Huy Dũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc anh em ha. Trân trọng kính chào và cảm ơn anh em.